chắc hẳn là anh chị chúng ta sẽ một rất ca khúc, nếu mà nói về tập thể chúng ta sẽ có ca khúc nói một câu lớn, và ca khúc này sẽ gắn kết tinh thần đoàn kết của các chị chúng ta trên xe. Chúng ta có thể vỗ tay thật nồng nhiều được không ạ? Để em lấy giọng. Anh chị bây giờ từ bờ chút xíu, anh chị chúng ta chuẩn bị nhìn bên phía anh chị chúng ta nhìn bên phía tay phải của chúng ta. Tòa nhà cao nhất, rất là nhiều tòa nhà cao tầng ở đây, và tòa nhà cao tầng ở đây là của tập đoàn Vinhome Vingroup. Và tập đoàn này hiện tại sau đây khoảng mấy năm sau nữa thôi sẽ có một tòa nhà cao nhất tại Việt Nam sẽ mọc tại nơi đây với 81 tầng. Hiện tại thì tòa nhà mà cao nhất tại Sài Gòn đã thuộc về Vitesco đúng không ạ? Nhưng mà những năm sau sẽ thuộc về tòa nhà landmark của tập đoàn Vinhome tại nơi đây, 81 tầng, nằm kế bên sông Sài Gòn. Và một điều đặc biệt nữa tại khu vực này, các chị chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều villa, nhiều biệt thự ở đây. Và tại nơi đây có thể nói sẽ rất là phát triển bởi vì nó nằm kế bên sông Sài Gòn, một vị trí cũng rất là đẹp. Và nó nằm tại kế bên tuyến metro. Và tuyến metro này đến với quận nhất cũng khá là gần, chính vì thế là vị trí đắc địa. Do đó là tiền mà để chúng ta có thể mua những biệt thự, những villa ở đây khá là mắc. Và theo thông tin chia sẻ có thể nói là một căn biệt thự ở đây giá tầm khoảng bao nhiêu ạ? 4-5 tỷ hả? Đó, 450 tỷ. Thì các chị thấy là cái vị trí của nó rất là đẹp, rất là thuận lợi để chúng ta có thể di chuyển đến với trung tâm quận nhất. Thôi bây giờ chúng ta sẽ cùng sinh hoạt tập thể, rồi sau mà các chị chúng ta vỗ tay một lần nữa chúng ta sẽ cùng hát vang ca khúc nói vòng tay lớn. Anh chị nào chúng ta thuộc có thể là hát chung, không thuộc thì có thể vỗ tay vỗ chung. Rồi xin mời anh chị. Rừng núi giang tay này lại biên xa, ta đi một tay lớn vai để nối sang hàng. Mặt đất bao la anh em ta về, gặp nhau mừng như báo cáo về cuộc ngày rộng. Bàn tay ta nắm nơi sợ một vòng Việt Nam. Cờ nói gió đi vui nơi ngày, giờ mơ đâu còn tương đồng lại. Dừng tình người cho nghe vang, thành phố nói thân xa vời vời. Người chân nói lên thương bảo vệ và nụ cười nơi trên môi. Từ bắc vô nam nơi liền nắm tay, ta đi từ đồng hóa thư vượt đến nơi đời. Vượt tháp treo leo tay ta vượt kèo, cuộc đời nghe hướng phố lớn nắm tay. Từ tay sông gấm nơi trở một vòng tự sinh. Cảm ơn anh rất là nhiều. Em có anh kéo bên này, anh gọi anh về em cũng được. Chút nhớ đúng không? Nói đây có chuyện là chúng ta lên đây có thể là gửi tặng đồ của mình, có thể là solo. Xem chúng ta có giọng hát nào chị vô. Dư á, dư. Bạn nào ở dưới cứ mình bỏ cái hoa lên, mình đưa hai cái mic lên đây. Anh chị chúng ta cũng đã chuẩn bị âm thanh đầy đủ. Ok. Có kéo không? Có kéo không? Ủa,